Này hiền giả, hãy đi đến cội lành, cộng trú với loài người. Khi đã được làm người trong chánh pháp vi diệu, hãy lấy được lòng tin. Lòng tin ấy vô thường, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát. Trong điệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành, sau khi ý nghĩ lành. Vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau, làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác bị tự vong chi phối trong đời sống phạm hạnh trong chánh pháp vi diệu. Với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ: thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Dạ, Mô Bích Tha Giá, Niệm Từ đã bài xong. Dạ, Niệm Từ kính cảm ơn Sít Sận Đông và dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Niệm Từ xin mời bàn tay của Chi Năng Nguyễn ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Thưa con kính lãnh lễ Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Minh Hạnh và Thu Nữ và Đạo Tràng. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Itivutaka chương 3, bài pháp phẩm 4, bài 83 La Mã. Này các tỳ kheo, khi nào một thiên nhân mệnh chung từ bỏ thân chư thiên, có năm tướng xuất hiện ra trước: các vòng hoa héo úa, áo quần bị ế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở thành xấu xí. Thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Này các tỳ kheo, chư thiên sau khi biết thân tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ: từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành. Sau khi đi đến cõi lành, hãy nhận được những gì khéo nhận được. Sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo an trú. Con không thấy bài. Con xin lỗi, con không thấy bài tiếp nữa. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư thiên? Này các tỳ kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong pháp và lực do Như Lai thuyết giảng. Này các tỳ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ, kiên trì, không bị làm tan nát bởi sa môn, bà la môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên do chư thiên an ủi,
cổ vũ khiến hoan hỷ. Từ đây, này hiền giả, hãy đi đến cõi lành, cộng trú với loài người. Khi đã được làm người trong chánh pháp vi diệu, hãy lấy được lòng tin ấy vô lượng. Hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ, cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát. Trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành sau khi ý nghĩ lành. Vô lượng thông sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau, làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác bị tử vong chi phối trong đời sống phạm hạnh, trong chánh pháp vi diệu. Với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ, thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ, xin còn có mấy phút nữa, xin mai đọc nhanh nhanh tí nha. Dạ, còn mấy phút nữa tới 2 giờ. Dạ, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 33 Pháp Phẩm 4, bài 83 La Mã. Này các tỳ kheo, khi một chư thiên nhận lĩnh mệnh chung từ bỏ thân chư thiên, có năm tướng xuất hiện ra trước các vòng hoa héo úa, áo quần bị uế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân trở nên xấu xí. Thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Này các tỳ kheo, chư thiên sau khi biết thiên tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ. Từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành, sau khi đi đến cõi lành hãy nhận được những gì khéo nhận được, sau khi nhận được những gì khéo nhận hãy khéo an trú. Được nghe như vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư thiên? Này các tỳ kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong chánh pháp, được lòng tin trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, này các tỳ kheo, được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ kiên trì, không bị làm tan nát khỏi bởi Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên do chư thiên an ủi cổ vũ khiến hoan hỷ. Từ đây này hiện giả hãy đi đến cõi lành cộng trú với loài người. Khi đã được làm người trong chánh pháp vi diệu, hãy lấy được lòng tin ấy vô lượng. Hiền giả đã thâm nhập vào lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát. Trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều điều lành sau khi ý nghĩ lành, vô lượng công sanh y, rồi làm công đức cho sanh đời sau, làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác bị tử vong chi phối trong đời sống phẩm hạnh, trong chánh pháp vi diệu. Với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ, thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Dạ, xin mai đọc xong. Dạ, kính mời quý vị mà có chương trình, có phận sự tiếp theo ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trương Mai. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị. Chị em đã hoan hỷ lên ông bài cũ câu 83 La Mã. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Trung Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu, kính chào anh chị Phan Quang Niệm. Và con Nhật Quỳnh cũng xin tặng những cành hoa tươi đẹp nhất đến những vị đã đọc kinh. Dạ, Nhật Quỳnh có chút việc nên không tặng hoa được quý vị. Quý vị hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài học ngày hôm nay là câu 84 La Mã. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Chúng sanh tất cả bốn hạ như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phần ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời. Nhưng chẳng dĩ hơi quyết làm mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh nhòi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và trước khi con thỉnh sư lên giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 4 bài 84 La Mã. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Mục đích của mình đã được, đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc,
vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ kheo, đệ tử bậc đạo sư ấy là bậc hữu học, đang đi trên con đường, vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ, vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn, thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, tiếp nối theo vị ấy là đệ tử đạo sư, đã tu tập tự ngã, tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều, học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ. Ba vị tối thượng này, chữa chư thiên, loài người, bậc tách thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toan cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi ách nạn. Những ai tùy bước theo con đường khéo thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau, những vị không phóng vật trong giáo lý thiện thệ. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng công trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Con kính dân mít đến sư Nhược Quỳnh, kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó là chúng ta học bài 84 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tinh tấn. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Svakato Phagavata Thammo Thammang Nakmasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện viện vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhang Nakmasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tến tắc, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó là chúng ta học bài số 84 La Mã. Trong phần chánh văn thì chúng ta đã nghe cô Nhật Quỳnh đọc cái phần chánh văn. Chúng tôi xin tóm lược lại những cái ý chính mà chúng tôi giảng hôm nay. Ở trong nội dung của bài này đó thì Đức Phật ngài dạy cho ba cái hạng người xuất hiện ở cuộc đời này, trong cuộc đời này. Đó là gì? Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trụ vô, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là
chỉ cho đức chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này, mang lại cái lợi lạc, lợi ích cho tất cả quần sinh, chư thiên và nhân loại. Hạng thứ hai nữa là vị tỳ kheo, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, thành tựu đã thành, việc cần làm đã làm, đã đặt gánh nặng sinh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa, đầy đủ mục đích. Như vậy thì cái hạng người thứ hai này đó là hạng người xuất hiện ở đời cũng mang lại lợi lạc cho quần sinh, cho chư thiên và loài người. Và cái hạng người thứ ba ở đây là vị đệ tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật, là những vị thánh hữu học, đang đi trên con đường nghe nhiều, thực hành giới, định và tuệ. Vị này cũng là thuyết pháp sơ, trung, hậu, thiện, được đầy đủ. Là vị này xuất hiện ở đời đó, thì cũng mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta đọc ở trong cái phần chánh kinh là chúng ta tóm lược lại ba cái hạng xuất hiện ở cuộc đời. Trước tiên đó là chúng ta nói đến Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác. Đây là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Cái từ tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta gọi là Phật. Phật, Phật cũng có nghĩa là cái từ chữ Buddho hay là giác. Ở trong kinh điển Pali của chúng ta thì gọi là ba hạng Phật, chúng ta gọi nôm na là ba hạng Phật, hay gọi là ba cái hạng mà đã đạt được cái sự giác ngộ, đó là Samma Sambuddho, tức là chỉ cho đức chánh đẳng giác. Cái vị thứ hai là Bacchekabuddho, tức là chỉ cho Đức Phật độc giác. Và vị thứ ba là Savakabuddho, tức là chỉ cho thinh văn giác. Khi chúng ta đọc ở trong kinh điển Pali đó, thì hoàn toàn không có sử dụng cái từ Phật, mà chỉ dùng sử dụng cái từ A-la-hán thôi. Chúng ta lưu ý cái từ là A-la-hán là chúng ta nói vừa chúng ta đọc âm ra từ cái chữ A-ra-hăng, A-ra-hăng, thì chúng ta gặp được nhiều, rất là nhiều ở trong kinh điển Pali không có sử dụng cái từ Phật, mà chỉ cho những ai đã hoàn toàn giác ngộ thì đó được gọi là A-la-hán hay là A-ra-hăng. Chúng ta biết rằng cái từ A-ra-hăng hay là cái từ Samana là Sa-môn á, thì những cái từ đó đều là Đức Phật được sử dụng ở trong Phật giáo. Mà xưa kia đó là Đạo Bà La Môn giáo, người ta đã sử dụng cái từ đó rồi. Và kỳ A-la-hán thì ta chỉ cho các cái vị ngoại đạo, các vị lõa thể, rồi các cái người mà tu ở vào cái thời điểm đó, thời kỳ đó. Và người ta coi như là vị đã thành tựu được một cái gì đó trên lĩnh vực tâm linh, cho nên người ta gọi đó là A-la-hán. Thì sau khi mà Đức Phật ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài lại cũng sử dụng, bởi vì ngài xuất phát từ ở cái văn hóa của Ấn Độ, ngài là người Ấn Độ, cho nên ngài vẫn sử dụng lại cái từ A-la-hán đó, cái từ A-ra-hăng đó. Nhưng mà A-la-hán mà ở trong đạo Phật hay là Đức Phật ngài ngài định nghĩa đó, thì hoàn toàn khác, chứ là A-la-hán ở trong cái từ của đối với Bà La Môn giáo ngày xưa sử dụng. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì trong kinh điển Pali chúng ta gặp rất là nhiều, thí dụ như là cái từ A-la-hán, như là ở trong cái hạng thứ nhất ở đây là Như Lai là bậc A-la-hán xuất hiện ở đời. Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Từ cái nghĩa là Samma Sambuddho, tức là chánh đẳng giác, thì chúng ta phiên âm ra đó là chánh đẳng giác, phiên âm ra từ ở cái từ là Samma Sambuddho, tức là Phật chánh đẳng giác đó, Phật chánh đẳng giác. Hay người ta còn phiên âm ra nữa đó là vừa ta phiên âm ra là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở bên kinh Bất Truyền người ta thường đọc là Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Thì cái chữ Samma Sambuddho là chánh đẳng giác, là vừa 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 âm mà vừa nghĩa. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Và trong kinh điển Pali đó thì chúng ta nhớ cái câu pháp cú đó, ở số có một cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài nói đó là cái sự xuất hiện hiếm có trên đời là sự xuất hiện của Đức Phật. Và sự xuất hiện của Đức Phật đó là một cái nguồn an lạc rất là lớn, tức là Sukha Buddha Nang Upado. Upado là sự ra đời đó, Upada tức là sự ra đời. Rất là được sự an lạc, rất là an lạc khi mà được một đấng chánh đẳng chánh giác ra đời, một Đức Phật ra đời. Như vậy thì ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó, thì chúng ta gặp rằng có quả địa cầu của chúng ta, có quả địa cầu của chúng ta thôi. Mặc dù là ở qua xa xưa quá khứ có nhiều cái kiếp trái đất khác đó, quả địa cầu khác đó, thì cũng có rất nhiều Đức Phật. Nhưng mà quả địa cầu của chúng ta chỉ có 5 vị Phật duy nhất xuất hiện trên cuộc đời này. Từ Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, rồi Đức Phật Si Ký, hoặc là Đức Phật Ca Cô Cá Sắc Bá, rồi Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Cô Tà Ma, ta gọi là Đức Phật Cồ Đàm, Đức Phật Cồ Đàm, hay Việt Nam chúng ta gọi là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì ta nói là cái dòng tộc họ, dòng tộc Thích Ca là dòng tộc khuyên âm từ chữ Sakka Giá, tức là dòng tộc này đó thì chúng ta biết là dòng tộc của bộ tộc của cái người Arijan. Arijan ở đây đó là Bắc Ấn Âu, từ khoảng chừng 3.000 năm trước công nguyên đấy. Thì những người này ở bên châu Âu họ tràn qua cái vùng gọi là Lưỡng Hà, tức là hai bên sông của sông Hằng đấy, họ lập nghiệp ở tại đó. Thì Đức Phật ngài cũng là từ ở trong cái dòng tộc đó, cho nên là còn cái dân tộc bản địa đó, cái dân tộc bản địa Ấn Độ xưa kia đó, cho đến bản địa ở tại đó đó là dân tộc Dravidian, tức là cái dân tộc này đó, cái da đen, người thì thấp, mũi thì tẹt, thì chúng ta biết là như vậy. Trở lại đó là khi mà Đức Phật ngày xuất hiện ở trên cuộc đời này đó là mang lại cái lợi ích cho chư thiên và loài người rất là lớn. Bởi vì Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó là một vị Phật thứ tư ở trong quả địa cầu này. Và còn một vị Phật nữa là Phật Mettayá, hay chúng ta gọi nôm na là Phật Di Lặc, gọi là Phật Di Lặc. Nhưng mà ngài chưa có xuất hiện trên cuộc đời này đâu, chưa có xuất hiện trên cõi đời này. Chúng tôi gọi cái cõi đời ở đây là nói là trong tam giới, cõi đời ở đây là tam giới. Khi mà Đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời này đó, là ngài là một cái vị mà mang lại cái lợi lạc và rất lớn cho chư thiên và loài người. Qua những điều đó mà chúng ta thấy rằng thường là chúng ta tán dương Đức Phật đó, thì chúng ta đọc 10 cái hồng danh: Itibiso Phakkhapa Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadammasarati Satade Vamanusanang Buddho Phakkhapati. Như vậy thì 10 cái hồng danh đó là thường là trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta, từ là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Tức là 10 cái hồng danh đó. Mà ngày nay chúng ta nếu là nói ở trong kinh điển Pali chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta lấy một trong 10 cái danh hiệu cái ân đức đó mà chúng ta niệm. Khi chúng ta niệm thì chúng ta hiểu được cái nghĩa của cái ân đức đó, chúng ta suy niệm đến cái ân đức đó, chúng ta khởi cái tâm quan hỷ đến những cái ân đức đó của Đức Phật. Đó là như vậy. Hoặc là chúng ta lấy cái từ Arahant, hoặc là chúng ta lấy cái từ gọi là Buddho, hay hoặc là chúng ta lấy cái từ thiện thệ, hoặc là chúng ta lấy thì
cái từ minh hạnh tốt, vichacharana sambanno, vân vân. Như vậy thì tùy vào mỗi người để lấy một cái hồng danh nào đó của Đức Phật trong 10 hồng danh đó, một trong 10 hồng danh đó để chúng ta niệm. Trở lại, khi nói là sự xuất hiện của Đức Phật á, ra đời là mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người rất là lớn á, thì ở đây chúng ta thấy rằng cái quả địa cầu của chúng ta đó là có 5 vị Phật thôi. Rồi sau cái 5 vị Phật còn Đức Phật Di Lặc ra đời nữa. Rồi sau khi Đức Phật ngày Di Lặc ngày ra đời đó, thì Ngài cũng tuyên giảng chánh pháp, giáo pháp như vậy, rồi cũng mang lại cái lợi lạc, rồi người ta cũng lần lượt rồi giáo pháp mất ở tại cái quả địa cầu của chúng ta. Rồi đó lần lượt rồi đó cái quả địa cầu chúng ta biến mất. Rồi nó lại theo cái chu kỳ sanh ra một quả địa cầu khác, thì có các vị Phật khác xuất hiện. Như vậy thì từ thời mà Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp ấy, xuất hiện cho tới khi mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì nó rất là lâu, chứ không phải là mau đâu. Chúng ta đọc ở trong cái bài kinh mà gọi là Khởi Thế Nhân Bổn thuộc Trường Bộ Kinh ấy, thì chúng ta biết rằng con người của chúng ta đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển Pali chúng ta ghi rằng giáo pháp của chúng ta, của Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Gautama tồn tại ở trên cõi đời này là 5.000 năm. Thì hiện nay là Phật lịch đã trải qua hết là 2.564 năm rồi. Tức là chúng ta hãy là phân nửa hoặc hơn phân nửa với thời gian rồi. Còn phân nửa thời gian nữa thì cái giáo pháp này nó sẽ không tồn tại. Thì khi mà bây giờ chúng ta thấy rằng lúc nào ở trong cái bài kinh Cởi Thế Nhân Bổn đó, hoặc là những cái bài kinh tương tự, sẽ nói đến cái việc mà lúc mà con người của chúng ta đó là ác nghiệp nó tăng nhiều, ác nghiệp nó người ta thực hành ác nghiệp nhiều, cho nên là cái ác nghiệp nó càng nhiều đó thì tuổi thọ nó lại càng giảm. Và cái quả địa cầu của chúng ta là cõi nhân loại của chúng ta đó là tuổi là bất định. Thí dụ như chúng ta thấy cõi Tứ Thiên Vương thì người ta sống tròn 500 tuổi. Cõi Đau Lợi thì người ta sống tròn 1.000 tuổi. 1.000 tuổi ở cõi đó nó dài lắm, chứ không phải như cõi nhân loại mình đâu. Nhưng mà cái cõi nhân loại của chúng ta thì là bất định. Bất định là nó gia giảm, tăng giảm theo từng thời kỳ. Như chúng ta biết rằng thời kỳ Đức Phật Kassapa đó là tuổi thọ rất là dài. Vì vậy chư tăng mới là 6 tháng mới phát lộ một lần, trong luật tạng ghi vậy. 6 tháng mới sám hối một lần, Đến thời kỳ Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó thì cái tuổi thọ nó lại giảm đi so với lại cái tuổi thọ thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, Kassapa. Cho nên là chỉ có nửa tháng mới sám hối một lần thôi. Nửa tháng phải sám hối một lần. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ nó càng ngày nó sẽ càng giảm. Và ở trong kinh mô tả rằng mình sẽ tuổi thọ của chúng ta là tăng tới 84.000 tuổi và giảm đến khi nào còn có 10 tuổi thọ là tối đa. Thì lúc đó con người ác nghiệp rất là nhiều, Và do cái ác nghiệp như nhiều như vậy đó thì cái tuổi thọ nó ngắn đi. Lúc đó con người ta không có biết giữ cái gì đâu, không có liêm sĩ, không có biết kẻ trên người dưới, và chỉ giữ được có một cái giới sát thôi. Ngày nay á, thì nhiều khi mình còn giữ được 5 giới, còn 8 giới hoặc là hơn nữa. Nhưng mà đến thời kỳ đó, đó có một cái thời kỳ, vào thời kỳ đó, đó thì không còn có một cái người nào giữ giới được nhiều nữa, mà chỉ có giữ được cái giới sát. Và chỉ có giữ được cái giới sát đó là cái người đó, đó là họ sẽ dắt cái miếng vải ở trên cái tay của họ, cái lỗ tai của họ, để biết người đó là người tu thôi. Còn nhiều là thôi, họ không có giữ được cái gì đâu. Là như vậy đó thì những cái người này đó là họ ẩn lên trên rừng núi. Họ tu, họ ẩn lên trên rừng núi. Sau một thời gian ẩn tu như vậy thì cái do họ giữ giới cho nên cái tuổi thọ của họ tăng dần. Và đến lúc nào đó thì cái tuổi thọ tăng thật là cao đó, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc Ngài mới ra đời. Thì chúng tôi nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng là cái một Đức Phật chánh đẳng chánh giác này xuất hiện ở cuộc đời đó, thì
thì Ngài mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn, rất là lớn cho tất cả chúng ta. Bởi vì không phải chỉ có chư thiên mà nhân loại chúng ta cũng được cái lợi lạc. Mà đặc biệt là chúng ta nói đến cõi nhân loại của chúng ta đi. Thì cõi nhân loại chúng ta, từ khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, thì Ngài đã, chúng ta nhớ rằng có đến lúc hàng ngàn vị Thánh A-la-hán xuất hiện ở trên cõi đời này, vào thời kỳ Đức Phật như vậy. Chúng ta nhớ cái câu mà gọi là, chúng ta có một cái lễ kỷ niệm là 1250 vị A-la-hán vô lậu. A-la-hán vô lậu, và những vị A-la-hán này là hoàn toàn là những vị A-la-hán vô lậu. Như vậy thì vào thời kỳ đó thì xuất hiện các vị thánh vô lậu rất là nhiều. Mà các vị thánh vô lậu đó là đều thánh A-la-hán đó, vô lậu đó, là đều là được sự dạy dỗ, được sự hướng dẫn, được sự thuyết giảng, hướng dẫn của đấng chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài ra đời như vậy đó, thì Ngài trình bày cái giáo pháp này. Chúng ta nhớ rằng cái thời kỳ mà như chúng tôi nói khi nãy đó, là một thời kỳ, khoảng một thời gian dài giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc mà sẽ ra đời trong tương lai đó, nó dài lắm. Cũng như là giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Ca Diếp thời quá khứ đó, thì nó rất là dài. Cho nên cái thời kỳ đó đó, quý vị biết rằng là người ta không biết tu là gì đâu, không biết giữ gìn giới luật là gì, không biết thực hành giáo pháp là gì. Cho nên nó là không có ai biết về Phật Pháp. Và vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề rồi đó, thì Ngài xuất hiện ở đời đó, Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài mới đem cái giáo pháp này tuyên giảng cho tất cả chư thiên và loài người. Và khi ngay khi giác ngộ á, thì quý vị biết rằng chư thiên ở các cái cảnh giới, đặc biệt là chư thiên ở các cõi trời dục giới, đều là rất là quan hỷ cái sự xuất hiện của Đức Phật, sự đức hiện Đức Phật. Bởi vì người ta thấy rằng, các vị chư thiên thấy rằng á, chính Đức Phật mang lại cái niềm phúc lạc cho chư thiên và nhân loại rất là lớn. Và nhân đó thì Đức Phật Ngài mới thuyết pháp. Thì ở đây chúng ta để ý nè, Đức Phật Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Chúng ta hiểu cái từ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện ở đây đó là, nếu mà mình hiểu trong cái nghĩa đen á, là có đoạn đầu, có đoạn giữa và có đoạn cuối ha. Nhưng mà hiểu cho đúng cái ý nghĩa ở đây đó là sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, trung thiện và hậu thiện đó, là Đức Phật thuyết giảng con đường giới định tuệ, hay là cái con đường phạm hạnh này, con đường phạm hạnh này, hay là giới tức là sơ thiện, thành tựu được giới là sơ thiện, thành tựu được định là trung thiện, thành tựu được tuệ là hậu thiện, là như vậy. Như vậy thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài thuyết cái con đường mà gọi là giáo pháp, chúng ta thấy rằng khi mà mình đọc cái từ mà gọi là con kính đảnh lễ Đức Thế Pháp, Đức Thế Tôn, hay là con kính đảnh lễ giáo pháp Swakato Phakawata Thammo, vân vân, chúng ta thấy rằng Akaliko Ehipasiko Obanayiko có nghĩa là đến để mà thấy. Và chính cái giáo pháp này đó mang lại cái lợi lạc cho cái người nghe, cái người nghe và cái người hiểu, cái người mà thực hành được cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài thuyết như vậy đó, thì cái người đó họ, cái người đó mình nói ở đây là các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Cũng như ngày nay mà chúng ta thực hành cũng vậy, chúng ta thực hành các cái thiện pháp, hay là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, thì có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường đó. Mặc dù là chúng ta chưa có thành tựu đạo quả thánh nhân gì hết, nhưng mà chúng ta đang thực hành, đang đi trên cái con đường đó, đang đì trên con đường đó. Bởi vì vậy đó là khi mà nói đến sơ thiện, tức là Đức Phật giảng là thành tựu, giảng về giới, giảng về giới. Rồi trung thiện là Đức Phật giảng về định, và hậu thiện thì Đức Phật giảng về tuệ. Như vậy thì ở đây cái con đường tu tập của mình là phải trải qua là giới,
định và tuệ. Nói thì nói có thứ lớp, nói có thứ lớp là có giới, có định và có tuệ. Nhưng mà khi chúng ta thực hành á, thì nó bao gồm, nó bao gồm, khi mà chúng ta thực hành bao gồm có giới, bao gồm có định và bao gồm có tuệ ở trong đó. Như là một người thực hành bát chánh đạo vậy đó, thực hành bát chánh đạo vậy đó. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc về phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về phần giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, chánh niệm và chánh định đó, thì đó thuộc về phần định học. Như vậy thì cái người mà thực hành đó, trong khoảng khắc nào đó thì khi mà chúng ta nói để tách bạch ra các cái vấn đề ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì nói là giới là như thế này, định là như thế này, tuệ là như thế này, thì rõ ràng là những chi pháp đó, những chi phần đó, nó mang lại cái sự thanh tịnh của giới, mang lại cái sự thanh tịnh, cái sự hoàn hảo của giới, cái sự hoàn hảo của định, cái sự hoàn hảo của tuệ. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành á, thì rõ ràng là cái người, cái tiến trình tu tập của một vị hành giả, giống như trong sớ giải nói rằng một vị thánh tu đầu quần đó thì thành tựu về giới, bởi vì vị này khi mà đã thành tựu cái tâm đạo sanh khởi lên để trở thành một cái vị quả vị thánh nhân, là quả vị tu đầu quần, thì cái vị này không còn có làm tổn hại bất cứ sinh vật nào, và có lời nói tốt đẹp, có cái hạnh nghiệp tốt đẹp. Bởi vậy cho nên là vị đó thành tựu về giới, vị tu đầu quần thành tựu về giới. Và khi mà thành tựu về giới thì vị này vĩnh viễn không có sa đọa vào bốn đường ác đạo. Còn cái người mà không thành tựu về giới, lem nhem về giới thì có thể sanh vào ác đạo. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là dễ dàng. Như vậy thì khi mà nói là Đức Phật ngày xuất hiện trên cuộc đời này là một cái vị mà gọi là Như Lai bậc A-la-hán, chúng ta nhớ vậy đây. Cho nên là nhiều khi đó là chúng ta đọc ở kinh điển Phật giáo Bắc truyền á, chúng ta gặp cái từ A-la-hán là chỉ cho các vị thinh văn, thì cái đó nó sai đi, nó sai đi. Mà thậm chí chúng tôi tạm gọi là kinh điển Đại Thừa đó còn lại là xem nhẹ quả vị A-la-hán. Trong khi Đức Phật á, thì ở trong kinh điển Pali Ngài đều nói Ngài là vị A-la-hán. Rồi là chính đức các vị thánh đệ tử của Đức Phật là những vị vô lậu đó, cũng là vị A-la-hán. Cho nên là chúng ta thấy rằng như vậy. Vì vậy cho nên là ở đây chúng ta cẩn thận ở trong cái điều này. Nếu chúng ta không khéo thì chúng ta dễ dàng bị lầm lạc. Nhiều khi chúng ta hiểu sai, chúng ta nói sai thì mang cái nghiệp rất là lớn, nguy hiểm lắm. Như vậy thì cái sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác á, là mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người. Và cũng Đức Phật là một cái vị mà nếu chúng ta nói rằng chư, ngoại trừ chư Phật quá khứ, thì rõ ràng Đức Phật là xuất hiện để khai hóa cái giáo hóa này, khai thị cái giáo hóa này, giáo pháp này. Và chính Đức Phật tuyên thuyết cái giáo pháp này mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người. Và Ngài đã giảng có sơ thiện, có trung thiện và có hậu thiện. Là như vậy, có nghĩa là giới, định và tuệ, hay là có đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối là như vậy. Bây giờ nói đến cái việc mà Đức Phật Ngài nói rằng có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh, viên mãn thanh tịnh, có nghĩa là sao? Có nghĩa có văn, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái từ nào nó trong cái nghĩa đó, cái từ nào trong nghĩa đó, cái nghĩa nào mà có cái từ nào có nghĩa đó. Và như vậy thì không phải chúng ta lẫn lộn được. Đức Phật khi mà Ngài giải thích về những ngữ nghĩa ở trong cái lời dạy của Ngài, thì tùy theo cái trường hợp, cái ngữ cảnh, cái hoàn cảnh, cái đối tượng mà Ngài dạy cho người đó. Thí dụ như chúng ta thấy nè, Phật giáo chúng ta đó là nêu cao cái tinh thần vô ngã. Tinh thần vô ngã tức là đạt đến quả vị A-la-hán rồi thì các ngài là hoàn toàn vô ngã, vô chấp, vô chấp, không có chấp vì với lại tất cả những cái pháp đó, pháp gì ở trên thế gian này. Nhưng mà rồi là khi mà vô ngã là cái tinh thần vô chấp đó, mà đúng là bậc A-la-hán thì các ngài không có hoàn toàn ngã chấp ở trong đó rồi. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta gặp những cái trường hợp đó. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở trong kinh điển, trong kinh Pháp Cú á,
thì Đức Phật lại có một những cái câu, thí dụ như Đức Phật ngài nói là chính ta tự nương tựa, atta hi atta no natho ko hi natho baro siya atta ta hi sudante na lapanda da lapan dun lapi dun lapang, có nghĩa là chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được. Thì ở đây đó là Đức Phật ngài mượn cái từ tôi, cái từ ta ở trong đó để nói lên cái chủ thể mà Đức Phật ngài muốn nói là có người tu tập, có người tạo thiện nghiệp, có người tạo ác nghiệp. Cho nên cái người mà hỏng, nếu mà không nói mượn cái tôi cái ta trong đó thì ai mà làm tạo ra thiện nghiệp, ai tạo ra cái ác nghiệp. Vì vậy Đức Phật ngài sử dụng mượn cái từ chính ta tự nương tựa là như vậy. Nhưng mà ở đây đó là khi mà chúng ta đọc ở trong Phật pháp đó, thì văn nghĩa cụ túc thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật thì có đầu có đuôi, có trước có sau, và đối với ngữ nghĩa thì nó đều là tùy theo cái trường hợp ở trong đó. Và giống như là mình nói một cái câu như thế này nè, mình nói một cái câu bình thường thì cũng có chủ vị ở trong đó. Chủ vị có nghĩa là chủ ngữ và vị ngữ. Rồi đó là những cái câu đơn giản nhất. Còn những cái câu còn nhiều hơn nữa, nó kết cấu, nó cấu trúc cái kết cấu của thành câu, cấu trúc thành câu nó còn khó hơn nữa. Thì ở đây đó, ý chúng tôi muốn nói là đối với giáo pháp của Đức Phật đó, trình bày nhiều phương diện, nhiều cái ngữ nghĩa khác nhau, và tùy theo mỗi trường hợp, mỗi ngữ nghĩa khác nhau, tùy theo đối tượng mà Đức Phật ngài giảng giải điều đó. Và khi mà người nghe đó, hiểu được cái lời dạy, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng để dành cho những người có trí, những người biết nghe và biết hiểu thì mới được, chứ không phải là những người mà vô trí, hay là những người không có thích nghe, hay là những người không có tính muốn tìm hiểu, thì cái người đó không có lợi lạc gì hết. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật ngài giảng giáo pháp á, thì chúng ta hiểu là nếu có nhân loại đó, thì từ vua chúa cũng được lợi lạc nè, từ thần dân nè, rồi từ tên tướng cướp nè, rồi từ đến những cái người kỹ nữ nè, rồi từ đến những cái người giai cấp thấp nhất ở trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, là giai cấp thủ Đà La đó, cũng đều hưởng được cái sự lợi lạc khi mà nghe hiểu và thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên khi sự xuất hiện của Đức Phật đó là sự xuất hiện hiếm có, mà khi mà ngài đã giảng tuyên giải giáo pháp này đó, thì mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên nếu ai có đọc ở trong năm cái phận sự gọi là Buddha Kicca, tức là Phật sự đó, cái phận sự của Đức Phật á, là ngài có năm bổn phận. Buổi sáng á, thì ngài sáng sớm á, thì ngài lại dùng cái Phật nhãn của ngài, ngài suy quán coi hôm nay á, là chúng sinh nào có duyên để ngài tới độ thì ngài có mặt ở tại đó. Buổi trưa trưa lại chút đó, thì bắt đầu là ngài đi trì bình khất thực, để mà ai có được cái duyên lành gặp ngài, đảnh lễ cúng dường thì cái người đó họ sẽ được cái sự lợi lạc. Rồi buổi chiều lại đó, thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ mỗi buổi chiều. Và buổi tối lại đó thì Đức Phật giáo giới cho chư tỳ kheo, tức là ngài nhắc được cái điều nào nên làm, điều nào nên tránh cho chư tỳ kheo đệ tử của ngài. Và khuya lại thì ngài lại thuyết pháp cho các vị chư thiên. Chư thiên ở đây chúng ta hiểu là ngoại trừ những cái cảnh giới chư thiên xa quá thôi, có thể là vô sắc thì không có rồi, còn cái cõi mà xa hơn nữa thì cứ như cõi vô tưởng, thì cái chuyện đó thì nó không có sắc, không có tâm thì không được rồi. Còn một số thí dụ như chư thiên rồi các vị phạm thiên, cõi sơ thiền, nhị thiền gì đó, tam thiền gì đó, các vị đó có thể là quan hỷ để mà vân tập đến để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì từ ở cái việc đó, người đó, những vị chư thiên phạm thiên đó, họ có được sự lợi lạc. Còn các cái cõi thời, chư thiên ở cõi trời dục giới, từ tứ thiên dương, đau lời, đấu sức, dạ ma, quá là thiên, ta quá tự tại, thì những cõi đó là nó gần đây, nó gần thì những vị đó họ có, nếu vị nào có duyên lành thì họ cũng đến để họ nghe pháp từ nơi Đức Phật, họ cũng được cái sự lợi lạc. Bây giờ nói đến cái hạng người thứ hai mà Đức Phật ngài nói là
bậc A La Hán vô lậu vị tỷ kheo là đệ tử của bậc đạo sư ấy, vị A La Hán bậc vô lậu đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, đã đặt nặng gánh nặng sanh tử xuống, các kiết sử đã hoàn toàn tiếp tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây đó là vị ấy cũng thuyết pháp sơ trung và hậu thiền. Thì đây chỉ cho các vị A La Hán, A La Hán tinh văn, như chúng tôi đã nói như vậy đó. Đức Phật cũng là A La Hán nhưng mà A La Hán toàn giác. Còn đối với các vị thánh đệ tử của Đức Phật, mà đặc biệt là các vị A La Hán, thì chỉ gọi là A La Hán thôi, tức là A La Hán, A La Hán tinh văn, A La Hán tinh văn. Bởi vì tinh văn ở đây là những vị được nghe từ nơi lời giáo huấn của Đức Phật. Chữ tinh văn là như vậy. Chữ sa quá cá, sa quá cá, sa quá cá là chỉ cho cái vị tinh văn nhờ nghe mà giác ngộ. Thì khi mà các vị này đó là do nghe lời dạy của Đức Phật, hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, mà vị đó chứng quả vị A-la-hán. Chứng quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán là một cái từ A-la-hán như chúng tôi đã nói khi nãy đó, là được sử dụng ở trong kinh điển Pali, mà Đức Phật sử dụng lại cái từ này như là một trong những cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Đạo Bà La Môn giáo người ta sử dụng, vẫn sử dụng cái từ A-la-hán, nhưng mà ta định nghĩa khác. Còn đối với Đức Phật, trong Đạo Phật hay là trong Phật giáo, định nghĩa cái từ A-la-hán là bậc mà đã hoàn toàn giải thoát. Bậc đã hoàn toàn giải thoát. Thì các lậu hoặc đã đoạn tận, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là pháp mà ngâm tẩm, tươm ướp, nhận chìm chúng sanh, làm cho chúng sanh phải luân hồi khổ đó, từ ở dục, hữu, kiến và vô minh, thì bốn cái pháp đó nó nhận chìm chúng sanh đau khổ luân hồi. Và các vị này vượt ra khỏi những cái pháp đó, đoạn trừ những cái pháp lậu hoặc đó, cho nên gọi là vị A-la-hán. Các lậu hoặc đã đoạn tận là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với các vị A-la-hán ấy, thì A-la-hán có nhiều. Có vị A-la-hán thì tam minh, có vị A-la-hán chứng tam minh, có vị A-la-hán chứng lục thông, rồi có vị A-la-hán chỉ là A-la-hán thôi, tứ tệ phân tích, hoặc là A-la-hán chỉ chứng thành tựu được quán chiếu mà thành tựu được, chứ không có tam minh hay là lục thông ở trong đó. Thì ở đây chỉ cho các bậc A-la-hán. Khi mà các bậc A-la-hán tinh văn ở đây đó xuất hiện trong cuộc đời là nhờ giác ngộ giáo pháp của Đức Phật. Và như chúng ta thấy là đệ tử của Đức Phật nè, từ ngày Xá Lợi Phất, từ ngày Mục Kiền Liên, từ ngày Ra Hầu La, tức là La Hầu La, hay hoặc là ngày Anuruddha, A Nậu Lâu Đà, hay hoặc là ngày Kassapa, vân vân, là những vị đó đều là khi mà xuất hiện ở đời đó, thành tựu quả vị thánh nhân rồi đó, thì các vị đó thường là đi hoằng dương chánh pháp. Chúng ta thấy cái thông điệp của Đức Phật ngay sau khi Đức Phật ngày giác ngộ với cội cội Bồ Đề, rồi sau đó thì ngày tiếp độ trong năm anh em Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như, rồi tiếp tục ngày tiếp độ 55 người bạn của Gia Sát, công tử Gia Sát. Tức là lúc bấy giờ trên cõi đời này đó là có 60 vị A-la-hán tinh văn và có một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói nhỉ, này các tỳ kheo, các thầy hãy đi mỗi người mỗi ngã, vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các thầy hãy đi mỗi người mỗi ngã. Tức là Đức Phật khuyến khích chư tỳ kheo hãy đi hoằng pháp, tức là hãy đem giáo pháp này ra lan truyền để cho người khác được cái sự lợi lạc. Nhân đó là cái thông điệp mà Đức Phật gửi đến, tức là hoằng pháp của Đức Phật đối với các vị tỳ kheo là như vậy. Thì ở giờ ở đây đó, khi mà xuất hiện ở trên cuộc đời này, dù là vị tinh văn á, thì vị đó cũng mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn. Thí dụ như bây giờ mình nói là ngày nay đó, là mình nhiều khi chưa có, không có gặp được vị A-la-hán, mà gặp mình cũng khó biết được lắm, khó biết được lắm. Mà nếu mà chúng ta, nếu chúng ta gặp được mà chúng ta được đảnh lễ thì chúng ta cũng đã có phước rồi. Chúng ta được cúng dường là chúng ta được có phước rất là nhiều rồi. Cái duyên lành của chúng ta rất là lớn rồi. Cho nên nếu chúng ta sanh mà sau cái thời Phật á, cách đây hơn 25 thế kỷ rồi,
Nhưng mà được có cái may mắn là chúng ta còn gặp được cái còn lại cái kho tàng Tam Tạng kinh điển, còn pháp học đầy đủ, còn pháp hành được đầy đủ. Chỉ có một điều là cái cá nhân của mình, cái bản thân của mình nó chưa có đầy đủ cái duyên lành, chưa đầy đủ cái pháp độ để chúng ta tu tập được sự giải thoát. Cho nên là chúng ta thấy vào thời kỳ Đức Phật á, khi mà Đức Phật thuyết một thời pháp thì người nghe đó được chứng quả vị thánh nhân rất là nhiều. Có trong đó có quả vị thánh nhân hữu học, rồi có quả vị thánh nhân vô học, tức là bậc A-la-hán vô lậu đó. Rồi hoặc là những người có cái niềm tin tịnh tính đối với Tam Bảo rất là nhiều, lợi lạc rất là nhiều. Như vậy thì ở đây đó, cái vị đó xuất hiện trên cuộc đời này thì cũng mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn. Nếu ai được đảnh lễ, ai được cúng dường, hoặc ai được nghe pháp từ nơi các ngài, thì những người đó họ cũng đều có cái sự lợi lạc rất là lớn. Sau khi mệnh chung, người đó có thể sanh thiên, rồi tiếp tục những cái nhân duyên lành đó, họ tiếp tục tu tập nữa, hướng đến cái đạo lộ giải thoát trong tương lai. Thì đó là điều mà chúng ta thấy rằng là chính cái sự lợi lạc và do cái sự xuất hiện của một vị A-la-hán thinh văn, đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức. Và cái vị thứ ba nữa đó là chúng ta thấy rằng ở đây nói đến cái vị hữu học, thánh hữu học. Cái từ Asikha tức là cái từ vô học, Asikha tức là vô học. Cái từ Sikha tức là hữu học, tức là vị có học. Học ở đây đó, chúng ta hiểu là hữu học và vô học ở đây không phải là học mà như cái nghĩa thông thường như chúng ta hiểu. Học ở đây đó là những vị mà vô học là những vị không còn phải phấn đấu nữa. Cái con đường phạm hạnh đã viên mãn rồi, không còn phải loại trừ những cái phiền não nữa. Cái đường phạm hạnh của họ đã viên mãn, vị ấy đã thành tựu quả vị vô lậu giải thoát, cho nên được gọi là vô học. Còn cái vị hữu học ở đây đó là vị còn phải phấn đấu tu tập nữa. Chứ không phải chúng ta hiểu cái từ học ở đây là cái từ mà đi ra ngoài trường, ngoài lớp học này học kia, không phải. Mà ở đây là vị hữu học, tức là vị mà còn phải phấn đấu tu tập nữa. Thì vị hữu học ở trong Phật giáo kinh điển Bali đó, thì từ sơ quả tu đà quên cho đến đến tam quả, tam quả, tức là sơ quả, nhị quả và tam quả. Nếu thấy nó trong Di Diệu Tạng thì sơ sơ quả, rồi nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, vân vân. Thì ở đây là nói đến cái bậc hữu học là như vậy. Những vị này đó, quý vị biết rằng là nếu mà chứng ở trong kiếp này là những vị này tái sanh là tùy theo. Thí dụ như là bậc Tu Đà Hoàn thì tái sanh không quá 7 lần. Bậc A Na Hàm, Tư Đà Hàm thì tái sanh không quá, trở lại cõi dục không quá 1 lần. Nhưng mà đối với bậc A Na Hàm thì gọi là bậc bất lai, tức là không có sanh lại cõi dục nữa, mà sanh ở các cái cõi trời phạm thiên sắc giới. Phạm thiên sắc giới không trở lại cõi dục, cho nên gọi là bất lai. Lai là trở lại, bất lai là không trở lại, không trở lại cõi dục nữa. Vì sao? Vì đối với các vị này đó là đoạn một phần của phiền não rồi. Nói chung là vị mà tam quả là đoạn được năm cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, dục ái và sân. Cho nên là do như vậy cho nên là vị ấy không còn tái sanh lại nữa, không trở lại cõi dục nữa, mà vị ấy sanh về các cái cõi tình cư thiên, hay hoặc là các cái cảnh giới chư thiên khác. Rồi các vị ấy tu tập tiếp tục nữa, rồi sau đó thì bỏ cái thân ngũ uẩn này để các vị ấy giải thoát. Thì ở đây đó, cái sự xuất hiện của một vị vô học, vị hữu học đó, cũng là mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng vị ấy tuyên thuyết cái giáo pháp thì cũng là tuyên thuyết trong chánh pháp, và khi mà tuyên thuyết chánh pháp thì cái người nghe mà sanh cái tâm tịnh tính thì cái người đó họ cũng được cái sự lợi lạc nữa, được lợi lạc rất là lớn. Họ sau này tâm họ tịnh tính, họ tu tập, rồi họ tạo cái thiện nghiệp, rồi họ lại tiếp tục sanh ở cảnh giới an lành nữa, cái cảnh giới lành nữa, cái cảnh giới tốt, thiện thú đó, thiện thú. Rồi nếu mà họ tu tập chứng thiền thì họ sanh về các cái cõi phạm thiên sắc giới, hoặc là nếu mà họ
họ tu tập chứng quả vị thánh nhân thì càng tốt hơn nữa. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của các bậc thánh nhân ở trong cuộc đời này, ngay cả bậc hữu học hay là bậc vô học, rồi cả Đức Phật chánh đẳng chánh giác, ba cái hạng người này xuất hiện trên cuộc đời này, thì thế gian này là mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn. Từ cái việc mà nếu chúng ta biết rằng cái thiện duyên của chúng ta có nhiều đó, chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà được gặp Đức Phật, rồi chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà trễ hơn nữa đó, chậm hơn nữa đó, thì chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà lúc nào đó chúng ta không có gặp giáo pháp Đức Phật thì rõ ràng là không biết là cái đời sống của chúng ta nó sẽ trôi nổi về đâu nữa. Nó rất là khổ. Và như vậy đó thì may mắn là chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, còn gặp được giáo pháp của Phật. Vì còn lại đó là mình phải nỗ lực tu tập thôi. Nỗ lực tu tập, dung bồi những cái thiện pháp, dung bồi những cái công đức, phước đức tu tập của chính mình, hay là dung bồi những cái pháp độ ba la mật để chúng ta được giác ngộ giải thoát trong tương lai. Thì cái sự lợi lạc đó đó là lợi lạc rất là lớn. Mà trong kinh ví dụ rằng là cái quả vị thánh nhân á, là nó cao quý hơn là cái ngôi vị của tức là cái ngôi vị của vua đó. Dù là có nhiều quyền bính trong tay, có nhiều quân hoặc là thần dân ở trong tay, có nhiều đất đai, có nhiều châu báu vân vân, thì cái đó nó cũng không có quý bằng cái quả vị của thánh nhân. Chúng ta lưu ý như vậy. Bởi vì thánh nhân thật sự là mang lại cái sự lạc là họ đã đạt được cái sự giải thoát, hoặc họ sẽ được sự giải thoát, chắc chắn là như vậy. Cả khi chứng tu đầu quần đó thì vị đó không còn sanh vào khổ cảnh nữa rồi mà. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên là chỉ là quả vị thánh nhân, là người cư sĩ mà chứng được quả vị tu đầu quần đó, thì vị đó vĩnh viễn không bao giờ đọa vào bốn đường ác đạo. Chúng tôi thưa với quý vị về cam đoan như vậy. Bởi vì vị ấy đã hoàn toàn đoạn tận được ba cái kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Mà quý vị biết không, giới cấm thủ, hoài nghi và thân kiến nó là một cái ngã chấp, cái chấp rất là lớn, cái phiền não rất là nặng. Vì vậy đó là mà chứng được cái đó thì đoạn được thân kiến, tức là không chấp đối với cái tự thân của chính mình, và không còn hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi nhân quả, luân hồi nghiệp báo, hoài nghi về này ở nghi duyệt kia, liên quan đến với cái đời sống tu tập của mình, không còn hoài nghi nữa. Và cái phương pháp hành trì của những vị này không còn lệch lạc. Khi mà mình còn phàm phu á, thì có thể kiếp này á, là mình tu đúng chánh pháp nha, nhưng mà kiếp sau á, là chưa chắc. Cho nên là chúng ta phải tu cho vững, cho tốt, để rồi được cái duyên lành á, là gặp được chánh pháp, được quan hỷ. Chứ còn nếu mà tu mà lôi thôi đó, là không có gặp được cái chánh pháp sao tà tính, tà kiến giáo nào đó, thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và cuộc đời của chúng ta không biết là trôi nổi ở đâu. Và khi mà có còn thân kiến, còn hoài nghi, còn giới cấm thủ, thì còn sanh vào khổ cảnh. Khi mà dứt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đó, thì cái vị này, cái giới của họ đó là thực hành chân chánh. Khi mà thực hành chân chánh như vậy đó, thì họ không có tạo cái ác nghiệp. Mà khi mà không có tạo cái ác nghiệp thì họ không sanh vào khổ cảnh. Điều đó là điều chắc thật. Cho nên là thấy rằng cái niềm tin á, niềm tin của bậc á thì tuyệt đối lắm. Niềm nhân quả, niềm tin về luân hồi, niềm tin về nghiệp báo, niềm tin về sự thanh tịnh của bậc thánh, hay là niềm tin đối với Tam Bảo, thì phải nói rằng họ vững lắm, họ vững lắm. Họ không bao giờ thay đổi dù hoàn cảnh nào, như thế nào nữa, thì cái người đó họ không có thay đổi. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay á, thì Đức Phật Ngài dạy là bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, tiếp nói theo vị ấy là đệ tử đạo sư đã tu tập tự ngã, tự mình á, đã tu tập tự mình. Tiếp đến bậc hữu học đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều, học nhiều,
bậc giới cấm đầy đủ ba vị tối thượng này giữa chư thiên loài người, bậc thánh thành, bậc bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toan cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi ách nạn. Những ai tùy tùy bước theo cùng theo thuyết giảng bậc bởi bậc vô lậu vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại ở đời chấm dứt mọi khổ đau, những vị không phóng dật trong giáo lý thiện thệ. Như vậy thì trong cái nghĩa của bài này là xuất hiện ở đời mang lại cái sự lợi lạc cho chư thiên và loài người, đó là Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác. Hạng người thứ hai là hạng người mà chỉ cho bậc vô lậu, tức là bậc A-la-hán, Sāvakaputtho là bậc A-la-hán, cũng xuất hiện ở đời, cũng thuyên thuyết giáo pháp này, có văn nghĩa cụ túc, có toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, được đầy đủ, tức là giới định tuệ đó, được đầy đủ, và trước sau được đầy đủ như vậy, thì đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là chỉ cho bậc thánh hữu học, thì bậc thánh hữu học ở đây là bậc thánh từ Tu Đà Quờ đến A-na-hàm, là bậc mà còn phải phấn đấu nữa. Nhưng mà cái vị này đó cũng có thể là tuyên thuyết giáo pháp của Đức Phật để mang lại cái lợi lạc cho chư thiên và loài người rất là lớn. Vì vậy cái sự xuất hiện của những vị này ở nơi đâu thì chư thiên và loài người đều có cái sự quan hỷ và được cái sự lợi lạc đó. Thì chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay là bấy nhiêu. Thời gian chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư tu nữ Phật tử chúng ta được sự an lạc. Để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mức đến sư. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.